Ngày 4 tháng 4, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tăng cường phòng chống dịch năm 2023. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC các tỉnh thành trên cả nước. Báo cáo của Cục Y tế dự phòng do Phó cục trưởng Nguyễn Lương Tâm trình bày cho thấy Năm 2022, cả nước ghi nhận 371.000 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, có 144 trường hợp tử vong. Số mắc tăng hơn 5 lần, số ca tử vong tăng 5,3 lần so với năm 2021. Bệnh tay chân miệng cũng ghi nhận hơn 66.000 trường hợp mắc, có 3 ca tử vong, số mắc tăng 1,7 lần, số ca tử vong giảm 8 ca. Bệnh dạy ghi nhận 70 ca tử vong, tăng 4 ca so với năm 2022. Riêng với dịch COVID-19, tích lũy từ đầu dịch đến nay, cả nước ghi nhận 11.528.303 ca, trong đó có 43.186 ca tử vong. Đến nay, đã hơn 3,5 tháng, Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác ổn định, không ghi nhận các ổ dịch lớn. Các dịch bệnh lưu hành, các bệnh có vaccine dự phòng trong nước như cúm, sởi, cơ bản được kiểm soát. Về tình hình dịch bệnh đầu năm 2023, lãnh đạo cục y tế dự phòng cho hay, đến nay cả nước đã ghi nhận 25.490 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 3 ca tử vong. Các địa phương có số ca mắc sốt xuất, xuất huyết cao là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Nai, Đà Nẵng, Khánh Hòa. Đối với COVID-19 trong tháng 3 năm 2023, cả nước ghi nhận 384 ca, giảm 8,6% so với tháng 2. Tuy nhiên, hiện số ca mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Cụ thể, trong 7 ngày qua, từ mùng 6 tháng 4 đến 12 tháng 4, cả nước ghi nhận 849 ca mắc mới. Trung bình có 120 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 4,2 lần so với 7 ngày trước đó. Trong đó, nhóm tuổi từ 50 trở lên ghi nhận 262 ca, chiếm 30,9% số ca mắc mới. Riêng ngày 13 tháng 4, ghi nhận gần 500 ca mắc mới. Theo Phó Cục trưởng Y tế Dự phòng Nguyễn Lương Tâm, nguyên nhân tình hình dịch bệnh truyền nhiễm ở nước ta gia tăng thời gian qua là do tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, đô thị hóa, Tình trạng chủ quan lơ là thiếu chủ động quyết liệt xảy ra tại một số nơi, một số thời điểm, sự vào cuộc của các cấp các ngành chưa đồng bộ nhất quán. Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ bùng phát với các biến thể mới, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi tiếp tục xuất hiện. Theo Phó cục trưởng Nguyễn Lương Tâm, dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác cơ bản vẫn đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm dự báo diễn biến khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Các tác nhân gây bệnh liên tục biến đổi. Dịch COVID-19 hiện vẫn đang là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát với các biến thể mới. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi tiếp tục xuất hiện và lây lan như ma bắc, cúm A H5N1. Một số bệnh lưu hành như tay chân miệng, sốt xuất huyết, bệnh truyền nhiễm dự phòng bằng vaccine cũng có nguy cơ gia tăng số mắc. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng, tiêm vaccine phòng COVID-19 chưa đạt như mong muốn, số chưa tiêm chủng cao, khả năng miễn dịch giảm. Về kế hoạch phòng chống dịch năm 2023, Bộ Y tế đưa ra mục tiêu giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với trung bình năm giai đoạn 2016-2020, khống chế kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh bùng phát, để góp phần bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội. Phó Cục trưởng Nguyễn Lương Tâm cho biết, năm 2023, Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện, xây dựng hệ thống thể chế như hoàn thiện hồ sơ luật phòng bệnh, ban hành các thông tư quy định gói dịch vụ y tế cơ bản do trạm y tế thực hiện, sửa đổi thông tư 54-2015-TT-BT, sửa đổi thông tư 37-2017-TT-BT, cập nhật sửa đổi ban hành, phương án đảm bảo công tác y tế với dịch COVID-19, các hướng dẫn giám sát phòng chống COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, đậu mùa khỉ, hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác hướng dẫn phân vùng dịch tễ các bệnh do ký sinh trùng và các hướng dẫn chẩn đoán điều trị các bệnh truyền nhiễm thực hiện các chỉ tiêu chung về chuyên môn kỹ thuật như duy trì thành quả thanh toán bại liệt loại trừ uốn ván sơ sinh và đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ vaccine tiêm chủng mở rộng đạt 95% quy mô cấp xã 100% dịch bệnh mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời